Quý vị thân mến, hiện tại chiều tối hôm nay chúng ta đang có mặt tại số 7 đường Đồng Nai thuộc khu vực quận 10 quý vị ơi. Khi mà đi ngang ở đây chúng ta thấy có một quán bánh khọt Vũng Tàu Khanh quý vị. Nhìn khách khá là đông, chúng ta muốn ghé lại chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Đây, quý vị đang nhìn thấy ở bên trong này. Đó. Ở đây thì chỉ để cái máy xài sinh tố bên đây quý vị. Nên có thể là hơi ồn. Ồ, em chào chị. Dạ. Vô đổ bánh cho nó nè, dính cái sàn. Dễ thương như vậy là mình bán từ mấy giờ vậy chị? 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hả? Ồ, 8 giờ sáng là mình đã bán rồi hả chị? Đến 10 giờ tối. Dạ. Ở đây là mình bán một dĩa như vậy là bao nhiêu vậy chị? 60 ngàn. Là 8 cái 60 nghìn. Dạ. Ở trên có một con tôm. Ồ, cái bột này là tôm ấy. Tôm. Dạ tôm. Tôm xay ra. Dạ. Bánh cho khách nè. Mày bán ở đây được lâu chứ hả chị nhỉ? 20 năm. 20 năm rồi. À, ngoài cái chi nhánh mình đây ra thì còn có chi nhánh nào khác không chị? Dạ không anh. À, chị bán đây thôi. Dạ. Cái này là người ta gọi là bánh khọt Vũng Tàu hả chị? Bánh khọt Vũng Tàu. Dạ. Anh là bên YouTuber hả chị? Dạ đúng rồi, em bên YouTuber anh ơi. Ở đây bữa giờ có ai quay với anh? Nhiều rồi anh. Khách du lịch ta cũng quay nhiều. À dạ. Ở đây không có đăng ký, tự tôi tới đâu quay à. À dạ. Vô việc á. À vô việc. Cũng nhiều, nói chung là tao. Mình bánh thấy giòn quá chị ha. Tôm này là chị luộc, sau đó chị luộc bóc vỏ, sau đó thì có chiên qua cái dầu cho nó săn lại đúng không? Săn cái giòn. Dạ. Dạ. Ngoài ra thì như mình còn có bánh xèo nữa hả chị? Dạ không, bánh khọt có bàn. À, bánh khọt không hả chị? Dạ. Kênh anh tên gì? Dạ kênh em Vina TV anh ơi. Đồ như vậy được 5 cái không anh? Cái khuôn này á? Một phần là 45 cái. 45 cái. Hai khuôn 100. Dạ. Thank you.
thì anh làm xong một mẹ, bây giờ anh chuẩn bị để làm mẹ tiếp theo. Làm 3 vòng đó là hết cái chảo rồi. Ở đây thì anh chỉ đổ bột thôi, còn tôm thì anh để vào sau. Bây giờ thì tách nó ra. Dạ đúng rồi anh ơi. Để đăng ký cho. Dạ. Đang tôm bự quá anh ha. Tôm này mà lúc mà chưa luộc ra chắc nó bự hơn rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Anh làm không kịp bán vì ở bên đây đang đồ nè, nhưng mà chưa chín, đang chờ đợi khách vào đông quá. Cái bột nó cũng quan trọng lắm đúng không anh? Đúng rồi. Pha chế bột. Bột tự nhà, tự nhà. Bột là tự nhà làm, tự phát máy luôn, xay bột là. Dạ, tự xay, tự pha chế luôn. Tự pha chế luôn. Pha chế luôn. Thank you.
tay tí rồi ăn quý. Nay đi lạc vào quận 10 quý vị ơi. Thấy ở đây khách quá trời đông luôn. Thật sự là cũng chưa biết quán này bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô ta ghé dùng quý vị. Xem thử như nào, nhưng mà đầu tiên là thấy rất là hấp dẫn. Cô ta gọi hai dĩa nè. Đó, quý vị nhìn thấy tôm to. Ở trên thì có chị rắc tôm xay đó quý vị. Đó. Lần đầu tiên cô ta ăn bánh khọt Vũng Tàu luôn á. Thì một dĩa như vậy là có 8 cái và 60.000 nha quý vị. Đây, ở đây có một dĩa đu đủ bào. Đu đủ bào và một chén nước mắm. Ở bên đây thì có một rổ rau nè. Rổ rau có cải nè, salad nè, rau thơm, rau giếp cá. Đó. Thật sự là chưa ăn. Cô ta cho ít ớt thôi. Nhiều quá nó cay. Như này chắc cô ta ăn hết đó quý vị. Cô ta ăn một dĩa, để lại với cô ta một dĩa nha. Đây. Vào đây. Cho một ít đu đủ bào vào. Đó. Cho một ít rau nhíp cá. Một ít rau thơm. Rồi xong. Nó giòn quá quý vị ơi. Lại bánh hả? Cuốn cái gì mà xấu vậy? Tại vì cô ta cuốn hơi xấu một xíu. Đây, chén nước mắm nhìn đã ghê không? Đó, mời quý vị nha. Đó, mời quý vị. Đó. Mời vị nha. Nó giòn ghê luôn quý vị. Ngon. Ngon. Cô ta cũng chưa biết được cái bánh khọt Vũng Tàu ở dưới Vũng Tàu nó có giống như vậy hay không quý vị. Nhưng mà ở đây là gọi là bánh khọt Vũng Tàu nha. Quý vị nào mà ăn bánh khọt Vũng Tàu rồi thì chắc chắn sẽ biết. Ở đây thì cô ta thấy là khi mà đổ quý vị, khi mà đổ bánh khọt á thì cô ta thấy cái khay á thì nó nhiều dầu, nhưng mà khi mà ăn vào á quý vị, nó cảm giác không có dầu luôn á. Tôm tươi luôn. Tôm tươi. Giòn tôm ngon. Nãy vừa Phú Tha bảo là quất hai cái hộp vịt lùn à. Đây, tiếp tục. Hồi nãy Phú Tha gấp cái này lại á. Cái Phú Tha cuốn nó hơi hơi bị ra ngoài. Bây giờ Phú Tha rút kinh nghiệm, Phú Tha để vậy luôn à. Đó, để vậy luôn. Để đằng này đi. Đó. Cho rau vào. Không biết là có quý vị nào dùng ở đây chưa? Ở đây là đường số 7, đường Đồng Nai nha quý vị. Số 7 Đồng Nai. Đồng Nai là thiên đường ăn uống. Thiên đường ẩm thực. Đó, rồi xong. Kẹp thêm cái lá này nữa đi. Ở đây có chim cút, chim bơ ngon, mình chưa ăn. Ở gần đây phải không? Đường Đồng Nai. Nghe đâu ở đây nhiều món ngon lắm quý vị. Nhưng mà Phú Tha ít khi vào đây. Đó, giờ Phú Tha cuốn vậy nè. Bỏ này đi. À, quên bỏ cái đồ chua. Thôi kệ. Lỡ rồi. Này. Thấy bánh ở trong không quý vị? Chắc không thấy quá. Đó. Nước mắm ở đây vừa ăn quý vị. Ngon. Ở đây Phương Anh nghĩ là do cái bột đó quý vị. Cái cách pha bột á. Nó làm cho cái bánh nó giòn. Chứ hồi nãy là cô ta thấy là chiên là nó dầu rất là nhiều, nhưng mà ăn không có một miếng dầu luôn mà nó giòn dữ lắm. Ừ.
Nhìn cái nhỏ nhỏ vậy thôi mà ăn chưa đầy hai cái mà thấy no quá vậy. Con to con to. Con to mà cứ rồi có lượt qua thêm chiên sơ qua vậy. Quay dừng ở đây nha quý vị. Thì nhìn chung một dĩa như vậy 60.000 so với cái chất lượng thì nó đáp ứng được quý vị. Nó rất là giòn và con tôm rất là chất lượng. Ngoài ra thì rau rất là nhiều, ăn phú phê luôn á. Nên nếu quý vị có đi ngang qua đây thì có thể ghé về chuẩn bị. Và thấy là giá cũng hợp lý so với cái chất lượng của nó. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Vina TV nha quý vị. Cảm ơn quý vị, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của chúng ta. Bye bye.